Sawa. Tapi pas temennya bilang hôm nay tối hôm nay hai mọi người tối hôm nay Alex sẽ làm một cái bộ nail custom nail design. Đây là một cái mẫu khác thôi, Alex sẽ làm theo một cái mẫu design khác nữa. Và đây là những cái vân đá cẩm thạch mà Alex đã làm ra. Các bạn thấy không, đây là cái cách mà Alex họa tiết một cái bộ nail sang trọng và nó nhìn nó bắt mắt hơn. Tại vì chị này mai là chị sẽ lên xe hoa, đại khái gì đại khái chị sẽ lên xe hoa nên Alex sẽ làm cho một cái nail. Chị nói là tuần sau chị tới lại chị lên làm một nail màu trắng này là làm. Ok, thì lâu rồi Alex cũng không lên like với mọi người, Alex cũng nhớ mọi người rất là nhiều. So tonight I just want to do some custom nail design and quick, and the first thing I want show you guys like do the rose marble nail design. And this one just a sample I did today, but right now and I have this hand ready. So before I do it, can you guys please share my video so I can show you guys the technique how to do this one. So this one you guys see is super nice and very pretty. So it's very very pretty, and we have a lot of the new sparkle leather come out, maybe next month, and we have a lot of sparkle leather come out, and I think a lot of you right now they get the likes because they're waiting order the sparkle leather and this one too. And we have a lot of the new collection leather. So and this one is the this one sparkle leather, so you guys see it. And you guys can see, I can put right here, you can see how pretty sparkle. You can see it. See? So this sparkle, and right now I do, you guys see right here. It's super pretty. Ok, rồi bây giờ Alex sẽ làm một cái bộ nail design ha. Thì hôm nay Alex sẽ hướng dẫn mọi người làm về cái cách mà cái fan làm sao cho nó sắc sảo và độ cong. Và thứ hai nữa Alex sẽ hướng dẫn mọi người cách gắn đá cánh để làm sao gắn những cái kim tuyến vô. Thì còn đấy, đây là cái kim tuyến này rất là đẹp này ha. Đó, thì đây là cái hộp mẫu, thì có thể một tháng nữa, cuối tháng nữa Alex sẽ ra những cái custom nail design, cũng giống như Alex sẽ update lên những cái custom. Thì hy vọng mọi người sẽ thích hơn ha. Rồi bây giờ Alex sẽ vào vào cái vấn đề chính ha. Đó, đây là cái nail mà cái tip Alex đã dùng ra rồi. Thì mọi người muốn mua cái bịch tip này á, thì Alex có lên website Alex mua, thì nó có bán cái bịch sẵn này nè ha. Nó có tới 13 số và 10 số và nó có số sẵn. Thì các bạn cứ vô đó mua rồi cái tip mà dài vậy á là Alex nối hai tip. Alex nối hai tip nha, không phải là một tip nha. So you guys remember that, so I put two tip, it's not only one, ok. So you guys ready? Đó. Thì Alex chuẩn bị ha. Rồi bây giờ Alex sẽ hướng dẫn cho mọi người cách phối màu để làm sao có một cái bộ nail sang trọng ha. Rồi để Alex kiếm một cái máy để Alex coi cái tin nhắn của mọi người. Máy coi cái comment. Let me see. Hình như Alex có cái máy để coi. Muốn chơi computer không? Đây này, computer đây này. Đó, mọi người nghe rõ không? Thì dịp tới đây thì công ty Alex sẽ ra hai loại cỏ của cái số mới, đó là Alex sẽ ra cái loại go, cái loại một loại là go. Đó, cái loại go này ha. Đó, Alex sẽ ra cái loại go yellow. Đó, cái loại go. Và cái loại thứ hai Alex sẽ ra đó là silver. Đó, silver. Đó. Và Alex sẽ ra tất cả là bốn số, là ba số, số 14, số 16, số 18 ha. Xài kim tuyến bao nhiêu màu Alex? Xét kim tuyến này thì Alex sẽ ra tổng cộng tất cả là có thể là Alex sẽ ra rất là tới 6 loại. Những loại nhỏ mình khác nhau hơn, và những kim tuyến này nhìn nó rất là sang. Tại vì kim tuyến này Alex order bên Australia nên nó rất là đẹp. Đó. Thì Alex sẽ bật mí cho mọi người xem thôi, rồi Alex sẽ chia sẻ cho mọi người ha. Đó. Để cái thằng này các bạn thấy không? Cái thằng này rất là đẹp này. Cái thằng này các bạn thấy mỗi cái tông màu kim tuyến nó khác nhau, nó không có giống nhau được, các bạn thấy không? Nó khác nhau, và cái thằng này cũng rất là đẹp. Thằng này sẽ dùng cho một loại pin ha. Đó, rồi đây là trà mới cho sạch ra ha. Đó.
Ok, hai thiên kim ha, hai thiên bơ bỏ ha. Rồi bây giờ Alex sẽ vô đắp bột cho mọi người xem nha. Đó, thì hôm nay Alex sẽ hướng dẫn cho mọi người làm cái nail này nè. Trước khi các bạn design, các Alex sẽ hướng dẫn mọi người làm cái ombre là cái đá cái bên ở đây các bạn thấy không? Đó. Thì cái ngón này Alex sẽ ombretic, có nghĩa là Alex sẽ làm kim tuyến ngón này qua ngón này và cái ngón này Alex sẽ đưa qua cái ngón này. Đó, còn đây là cái viên đá cẩm thạch ở nằm ở trong này các bạn thấy không? Nó khác không? Còn chỉ liếc cái tay qua thôi còn thấy nó sự khác biệt giữa những cái nail này với nail kia. Đó, nhìn nó rất là sang trọng ha. Rồi bây giờ là sẽ vô nha. Bột này á, là cái trong cái set của 50 màu, trong 50 màu. Nếu bạn nào muốn order bột này á, thì có thể lên website của Alex order, và hiện tại Alex vẫn còn mấy set nữa là hết rồi. Đó, thì Alex vẫn để cho một cái giá promotion là 900, giờ còn có 600 thôi, và được tặng một cái set lovely gel nữa. Đó, thì Alex vẫn để cho những bạn nào mà order trễ ha. Rồi bây giờ Alex sẽ đắp cái ngón thử cho mọi người xem này. À, trước khi mà Alex đắp cái ngón này á, Alex sẽ dũa hướng dẫn mọi người cách làm sao để mình làm cho cái nail nó last longer và nó không có bị chip up. Đó, nó bị chip up thì thường thường á, các bạn nhớ khi các bạn muốn mà một cái nail nó last longer thì các bạn phải dùng cái đồ dũa này. Đó, cái đồ dũa này rất là hay. Nó sẽ dũa tất cả những cái cuticle oil này, nó sẽ dũa tất cả những cái dơn này, các bạn thấy không? Đó, thường thường những người bạn nào mà làm mà bột mà hay bị lít khở thì còn có thể dùng cái đồ dũa này. Đó, các bạn thấy không? Dũa ra rất là nhanh, nó sạch này. Cái kiểu này là kiểu của những người bên Russian Manicure ha. À, những bạn nào mà làm bột hay bị lít, bị hở hay làm dip á thì có thể dùng cái đồ dũa này rất là hay, các bạn thấy không? À, rất là hay. À, đây là các bạn thấy không? Nó ra sạch bắt rồi. À, tất cả những cái dơ các bạn thấy không? Trong này này. Nó ra hết. À. À, và nó không bị nóng tay ha. Thank you Phương Lê ha. Ken thì mọi người rất là nhiều. À, trong cái thời gian chờ đợi mọi người có thể bấm share video cho lại được không? Thank you mọi người rất là nhiều. À, là sẽ dũa hết. À, để làm gì? Để cho nó khỏi cái bị lở. Rồi sau khi dũa xong rồi á thì các bạn thấy không, những cái da chết nó lên đây. Thì mà Alex sẽ làm cái gì? Alex sẽ dùng cái một cái gọi là cái diamond ball, giống như là cái cục như này. Nó sẽ dũa tất cả những cái da chết ra hết. Đó. Để khi mà mình làm lên nó đẹp hơn và nó dễ thương hơn ha. Rồi Alex sẽ lấy cái tay này, Alex che lại cái dành bột cho Alex đó để trước khi Alex dũa. Tại là không có muốn bị dính lên đây. À, em sẽ để cái này. Ok. Rồi các bạn thấy không? Rồi xong Alex sẽ dũa cái ra cho sạch ha. Dũa cho sạch cho Alex. À, các bạn dũa sạch chừng nào thì cái độ ra rất là good. Thường thường ngày xưa thì mọi người hay dùng cái kềm cắt da. Thì thường thường làm gel thì nó dễ như làm bột á. Nếu mà mình cắt không có chuẩn á thì có thể nó dễ bị hang nail rất là nhiều. Nhưng mà cái dũa rất là hay, nó không làm cho bị hang nail ha. Bột màu cam là số mấy vậy Alex? Bột màu cam á hả? Bột màu cam để Alex coi đó. À, này có thể có thể không? À, thì hy vọng là khi mà Alex đợi trong một cuối tháng này nữa là xong hết rồi, Alex sẽ hướng dẫn mọi người tất cả những cái collection mà các bạn mua bột của bên công ty Tushnail á, là vừa đắp vừa dip á, là Alex sẽ chia sẻ cho mọi người tất cả những cái cách mà để phối màu để làm sao để cái bộ nail nó sang trọng hơn ha. Đó. Đó thì Alex cũng có một cái loại kim tuyến này rất là đẹp này, các bạn thấy không? Nó rất là đẹp. Đó, nó sẽ họa tiếp bộ nail này sẽ giúp cho cái model của Alex sexy hơn ha. Rồi chị mà hai chị Mani chị khỏe không? Ok, trước khi Alex đắp thì Alex sẽ dùng một cái cỏ Alex phủi bụi đó. Đó, cho sạch sẽ. Đó. Chị này là tên Michelle Leader, chị ở bên tiểu bang Canada qua để chơi, nên chị Alex sẽ làm cho chị ấy một bộ nail sang trọng trước khi về nước. À, một bộ dũa này bao nhiêu vậy anh? À, một bộ dũa này, thì Alex bán là các bạn có thể lên website Alex mua nha. Một bộ 5 cây thì 70 đồng, còn bộ kia tới 7 tấm cây thì nó tới 105 đồng gì đó. Ok, rồi bây giờ các bạn chuẩn bị chưa? Alex sẽ hướng dẫn mọi người cách phối cách cái ma bộ cái ngón này nha. Đó, thì nãy Alex nói á, cái tay này á thì Alex sẽ đưa cái design này qua bên cái ngón bên này, đúng không? Nên Alex sẽ không đắp cái ở đây, nên Alex sẽ làm opposite lại. Thì Alex sẽ dùng hai trong hai cái màu này này ha. Alex sẽ phối ra cho hai cái màu này. Alex sẽ hướng dẫn mọi người cách mà để lấy màu này. À, các bạn đợi Alex xí nha. À, Alex sẽ hướng dẫn mọi người cách lấy màu. Đó, Alex sẽ lấy trong ba hai cái hũ này. À, để lại cho mọi người thấy này. Mấy ông Alex ông đắp mà ông cho người ta thấy giống như không thôi. Ok rồi, Alex bỏ nha. Đây là cái bảng mà các bạn muốn mà hư khỏi hư cái giấy bạc của mình, các bạn mua cái bảng ngoài chợ, ngoài qua mạc đó nha. Đó là Alex xuống đây nè. Trước khi đắp ma bộ các bạn nhớ cho Alex một điều là phải bỏ liquid lên.
Đấy, cỏ này bán về Việt Nam không anh? Có cỏ này Việt Nam thì không còn cỡ nửa tháng nữa thì Alex sẽ nhập cỏ này về bên bên cái anh Tuấn Thế Giới Nail ha. À, tại vì bây giờ bên ảnh cũng bán cỏ rất là chạy và hàng đã cháy nên Alex nói là cố gắng anh Tuấn cố gắng chờ bên công ty Just Nail thì có thể là cuối tháng này hy vọng là cỏ về sớm thì Alex sẽ báo cho mọi người biết ha. Còn thấy không? Đó là xong đúng không? Đó là sẽ vuốt nhẹ ra này. À, cái cỏ rất là hay. À, nó giữ nước rất là good và các bạn không có worry là nó sẽ giống như là nó không có khô hay là nó bị dính bột nha. Đó, Alex sẽ bỏ bên cục thứ hai này nữa. Alex sẽ pha hai màu lên. À, đây là cái kiểu mà Alex tắp mà một đi. Một đi là gì? Một đi là cái độ rất là mỏng, cực kỳ mỏng để làm gì? Để khi mà mình đắp cái lớp kim tuyến lên nó xong rồi mình sẽ bỏ cái sparkle leader lên. So, I made super thin right here. It later on I can put the sparkle leader in there. So, you guys see it, when the powder is too sweat, you guys have to wait a little bit because when I sweat ready. Okay, so I got a little bit liquid. Okay, the cái liquid bên công ty Alex mới ra một cái loại liquid đó là các bạn mua về xài, các bạn mua cái liquid về mới về thì cái sau này thì nó khó cái mùi nó rất là nhẹ hơn nha, nhẹ hơn của cái loại ngày xưa nữa. Thì các bạn nào mà muốn try cái liquid bên Alex đó thì có thể order trên website ha. Đó là nó là EMA và nó rất là dẻo. Đó. Còn thấy không? Thẳng ha. Rồi bây giờ Alex sẽ đắp cái cục thứ hai lên này. Ok, đây là cái kim tuyến hiệu này này. Ok, bây giờ Alex sẽ thay vì Alex không mix thì Alex mix đó, thì ví dụ thường thường thì cái hộp này nó cũng còn chút rồi. Rồi để Alex mix clear vô thì Alex thường thường thì Alex đắp theo kiểu khác. Đại khái nha, Alex lấy kim tuyến như clear lần. Đó. Tại vì thường xâm tham Alex lấy cái kim tuyến này Alex làm design cái khác nữa. Đấy, bây giờ Alex sẽ lấy kim tuyến này clear lần. Alex sẽ bỏ lên. À, bỏ lên. Đó. Còn thấy không? À, bỏ lên. À, các bạn sẽ kéo xuống từ từ thôi nha. Nhớ nha, đừng mạnh quá nha, mạnh quá là dễ vỡ lắm, mà dễ vỡ là đau tim đó nha. Đau tim lắm á, chịu không nổi nha. Rồi lấy một xí kim tuyến này bỏ lên này. Còn thấy không? Cái kim ố trời ơi, đổ cho rồi. So I leave, put little sparkle right here. Không, cái kim tuyến này rất là đẹp, rất là sáng. Đó, bây giờ cái kim tuyến này Alex biết là bây giờ trên website là nhiều người đang săn lùng. Đó, cháy hàng luôn. Còn thấy không? Rất là đẹp ha. Đó, Alex sẽ phối ra. Đó, đây là cách mình đắp một kiểu ombre. Và khi mà xuống đây rồi các bạn sẽ nghiêng cái cọ như này. Các bạn nghiêng cọ để làm cho thành cái website nha. Just now, ok, thank you. So I put little bit right here. And I tap like that because you see the sparkle right here is almost come out already. And right now I get the small one because I don't want the big one no more. I get the small one, so I get push right here, and I get label one like that. Just tap like that. You see? So much in the middle side right here is small, a lot more than in the left side and right side. You see? And right now I have that nail like that. Make sure the nail is straight. And before I apply clear, I have to wait try a little bit. Thì bây giờ là sẽ bỏ một xí clear vào này. Các bạn nhìn clear qua lệch là rất là dẻo ha. Còn chỉ bỏ này giữ 3 giây này ha, kéo ra. Còn thấy không, cái clear qua lại rất là dẻo. Các bạn sẽ giữ xuống này. Đó, angle cái nail lên để làm gì? Tạo một cái độ cong. Đó. Thường thường các bạn muốn làm tất cả những cái ombre mà kim tuyến này đẹp đó, là các bạn nhớ lưu ý cho lệch á, là phải làm gì? Là các bạn phải double clear lên á thì nó sẽ đẹp hơn là các bạn đắp theo kiểu mà mix theo kiểu kia nha. Đó, các bạn thấy không, Alex sẽ kéo xuống. So, you see, I push down very slowly because the clear powder still squat, that's why I have to tap like that. You see? Right now everything they connect ready. It's super crazy sparkle leader. Do you guys love it? Okay. Nếu các bạn thích cái kim tuyến này thì các bạn share nhá. Đó, thì đây là trong cái sức bột vẫn là màu này ha. Rồi. Đây, đó là cái ngón thứ nhất mà Alex đã phối xong cho mọi người xem. Đây là cái ngón này ha. Đó. And right now I do this nail. Thì cái nail này Alex sẽ làm một cái smile đây thì Alex sẽ làm khác hẳn cái nail này xí. Thì cái nail này Alex sẽ làm một cái vân đá bự ra. Có thể là nhìn cho nó sang xí đây này. Thì Alex sẽ làm cái nail này. So you guys ready? Ok. Các bạn vui lòng bấm nút share mình ha. So before I do that, so I have two ways to do it. Các bạn có thể làm hai cách. Có thể các bạn sẽ làm cái này. Các bạn có thể làm cái này. Tùy theo các bạn thích. À, tùy theo các bạn thích thì Alex sẽ làm hai way. Hai way thì các bạn có thể Alex sẽ hướng dẫn mọi người thiết kế hai cách. À, thì Alex sẽ cắt cái này ra. So I cut a little bit circle like that. You see? Circle. So you guys don't have to be do exactly, you know, because like the custom design, you know. And I put the nail right here before I make sure exactly the size I want it.
là phải cắt sure, make sure là trước khi mà nó đẹp á, là nó phải even nhá, nó phải even trước khi mà mình làm design. Tại khi mà các bạn bỏ lên rồi á, mà các bạn sửa không có được nữa, các bạn sửa không được nữa thì các bạn sẽ gì, sẽ ngồi khóc thôi ha. Lại sẽ cắt ra cho a little bit. And inside right here I have this little bit sparkle later. I open right here. Bởi là cái này cũng có cái kim tuyến nha. Này, have open right here. Cái keo này nó khác cái thằng kia nha. Đây là một cái loại này mới ra rất là đẹp. Open it. So push down. And I connect put right here, make sure. Okay. And this one a little bit bigger. So I have to make cut a little bit more. Hey, các bạn thấy không? And I'm done ready and I put right here. So right now I'm start doing the design. Okay. Rồi bây giờ các bạn nhìn này. Okay. Cái đó là cái gì hả? Cái đó gọi là cái gì vậy anh? Cái gọi là marble design em. Rồi bây giờ Alex sẽ làm hướng dẫn mọi người cách làm marble cái kiểu mà trung gian này ha, nhìn nha. Cách mà các bạn lấy bột này. Đây Alex có 3 hộp bột nút. Đó. So I put liquid liquid right here. Okay. Anh sẽ quấy 3 màu. Đó. Wow, cái đẹp quá. Mấy con thấy không? Đó, bỏ vô cái kit cổ trước. Chăm sóc kit cổ. Đó. And stand out is super thin, not super thick, okay? Because make sure you guys do very thin, not very thick, huh? Còn nhớ phải làm cho Alex là phải cực kỳ mỏng nha. Phải trong kit cổ này angle nó phải đẹp này. Sau bắt đầu Alex sẽ lấy trong hai màu này. Không sao. Okay, angle đây này. Màu đậm vô. Quậy ra. Marble là gì? Marble có nghĩa là các bạn thấy cái đẹp rồi các bạn sẽ ngưng lại. Các bạn không cần phải làm cho nó màu mè ha. Ok, rồi bây giờ Alex sẽ put slip sparkle right here. Ok. And right here too. Ok. And right now I put little bit sparkle right here too. Đây ha, Alex sẽ put stand ra. Okay, right now I put the marble design right here. Wow, cái này đẹp á. Này. Okay. And attach right here, make sure they stuck in the acrylic. Các bạn nhớ nha. Tại sao mà các bạn thấy Alex đang cố tình tại sao Alex không có bỏ cái đá liền không? Các bạn phải đợi sao cho cái bột nó khô đã rồi các bạn mới put sparkle little in there ha. Alex sẽ bỏ lên này ha. You guys see it. Because I will try a little bit ready. So right now you see I just push down like that. That's why the angle of the marble right here they stuck is easy. So they don't come up. Bây giờ các bạn phải đợi cho nó khô xí nha. And right now what I'm doing. So cái đi này các bạn làm sao để nối tất cả những cái đi này làm sao cho nó đẹp. Thì nó cứ chưa có xong được. Thì các bạn phải dùng hai tất cả những hai trong hai cái màu này này. Các bạn phải ảnh dụ với tất cả những cái đi sparkle little right here. Make sure you guys cover it. Đi vòng vòng như này. Đi vòng vòng ra. Đi vòng vòng vô. Mình phải cover hết tất cả. And right here too, I got a little bit sparkle and the nose right here. And you guys go very angle, very slowly, okay? Not too much strong, because if you guys do too much strong, they mess up very easy. Các bạn thấy không? Các bạn phải nối tất cả những cái này vô để làm gì? Để họ không thấy được cái vân đá của mình nó bị thưa hay là bị đó đây. Đó, đó là cái technique. And right here too, I got clear powder. Ở đây nữa Alex sẽ bỏ vô những cái message thì trả lời em nữa không? Alex sẽ bỏ lên xí nữa ha. Đó thì đó là cách mà các bạn là anh gian là gì để khi mà một cái má bố nó không có thấy bị hiện lên, các bạn thấy không, nó không có hiện lên cái like đây. Đó là cái tích cái mẹo anh gian ha. Rồi sau đó and I put little bit sparkle leader, so I really love sparkle leader, that's why anh lại bỏ lên. Đi từ thôi ha. And right here too. Nhớ nha. Bỏ đây. Còn thấy không? Nó rất là đẹp ha. Cái bàn đá này ha. Cái nail là Alex ngày hồi mà bỏ treo lên nó đẹp lắm, nó dễ thương lắm. Ok, and right now I put the clear powder. Keep right here. And angle nail. Hold like that. And hold right here, make the curve in the middle, mình sẽ giữ một cái độ cong ở giữa này nè, để cho nó đẹp ha. Các bạn thấy không? Đó. Ok,
kéo xuống có thấy không? Giữ lâu xí cho lẹt nha, nhớ là đừng có nhanh tay quá nha. Nó sẽ mess up more easy. Đó. Cái đá trong cái để cho nó đi tự nhiên trong cho lẹt ha. Đi xuống. Đi xuống. Thấy không? Để mình đi xuống. Ha. And you guys use the left side brush, the belly brush right here ha. Mình sẽ dùng cái cọ, thanh cọ mình sẽ ép ra. Đó, khi mà các bạn bao trùm một cái lớp clear lên thì các bạn sẽ không thấy cái marble của mình nữa. Đó là một cái tin buồn. Đó. Nhưng mà khi các bạn bỏ treo lên, đó là một cái tin vui. Tại sao? Cái marble mình nó sẽ hiện lên. À, các bạn thấy không? Này, các bạn không có thấy gì tất cả trong đó nữa. Ok. Rồi bây giờ Alex sẽ làm qua cái fan. So I show you guys how to do smile light. And this one, đây là cái bột nút nha. Cái bột này các bạn có thể làm ombre luôn. Thì bây giờ Alex sẽ hướng dẫn mọi người làm cái nút để làm sao để nó ra đẹp này ha. Các bạn chuẩn bị chưa? Rồi Alex sẽ dùng một cái overcut. So it's overcut, where is it? It's overcut, this overcut. Okay, so I'm using this one, okay? So right now you want to see the smile light perfect. And Alex sẽ bấm một cái nút lên nha. So you can see it, this color nút is super super nice. And it's very easy to control it. So a lot of people they order this color every day on my website. Cái màu nút này là một cái màu mà bán rất là chạy ở trong cái website của Alex. Một ngày là rất là nhiều người order. Còn thấy không? Lấy ra ha. Rồi con sẽ lấy một xíu liquid. Ép dùng cuticle. Make sure nail right here. Để connect with the cuticle. Con thấy không? Nhớ là đừng có tắm nail nha. Đắp nail đừng có tắm nail. Alex thấy nhiều người tắm nail lắm. Hả? Em nào mà cứ đắp mà cứ tắm trên này là như thua rồi nha. Nhớ nha. Đừng có tắm. Xấu. Do on the right side and left side and make the curve in the middle. Ha, mình sẽ làm một cái độ cong ở giữa này. Còn thấy không? Làm một độ cong ở giữa này để cho nó đẹp ha. À, rồi các bạn có question gì nữa không? Hình như là Alex làm like cái gì Alex cũng nói ra hết rồi, bởi vì mọi người nói ông Alex làm like ít khi mà có question lắm, cái gì ông cũng nói ra hết rồi. Ok, bây giờ này Alex sử dụng một cái smile like này ha. How you guys cut it? Before you guys cut it, you guys get the handle here and go the nail. Ok, trước khi còn cắt phải để một ngón tay ở dưới nha. Bây giờ là sẽ bấm xuống này. Khi các bạn muốn cắt được cái một cái smile line buff thì các bạn nhớ phải để bột cho nó khô xí. Nhớ nha, phải để bột cho khô, đừng để cho nó ướt quá thì nó mới cắt nó bị méo liền. Đây là sẽ chỉnh xuống. Oh, you want right here. Mình phải add customer before you get cut it. Ok, những cái angle nail này ra hơi cái còn theo. Thì cái angle Alex cũng chưa có thích. Thì Alex muốn cong hơn nữa thì Alex sẽ angle thêm một cái shape của Alex nữa. Đây là cái mánh khóe mà Alex làm sao cái độ cong của Finger White Lao, cái độ cắt của cái nail Finger White là tại sao nó ra sắc sảo, các bạn thấy không? Cái độ sắc sảo hay không á là phải nhờ hai bên nha, nhớ cho Alex. Này, bên này cái này, các bạn thấy không? Nó sẽ còn tránh ra, từ từ thôi. Bên này, and right here too. Make sure you guys clean all the sides, smile line perfect. Các bạn thấy không? Cắt ra, thì cái smile line bên này, các bạn thấy không? It's very deep. So that's why when you guys do it, it's very perfect, ha. Huh? Yeah. Nó phải có độ cong, còn thấy nó cái angle này rất là tự nhiên, ha. Huh? And right now what I'm doing, so you see the design right here. Còn thấy đây là một cái nail mà ở đây làm sao để cho nó đẹp ở đây này. Thì before I do it, so I have to make exactly the size before I cut it. So that's why I cut a little bit, you know. Only phải cắt trước. Cái gì nghĩa nhỉ? Phải cắt trước, nhưng phải đợi đến khi các bạn bỏ bột lên, các bạn nhảy lên nha. Nãy lúc đó nó khô cha rồi, khỏi bỏ luôn. Đó, các bạn sẽ bỏ như này xí cho lệt ha. Rồi, cắt một xí đây cho lệt nữa ha. Đau họng rồi. Mới nói một xí lâu lâu quá là không làm like, nó nói lại chắc đau họng. Ok, rồi Alex sẽ open the skin right here. Ha, bây giờ cái thing and white này thì nó hơi khó làm, cái có nghĩa là cái chỗ mà cái fan cắt. Ok, I put right here. I'm waiting. Ok. Các bạn có hai cách để các bạn làm một cái angle, cái nail ở đây và angle ở đây để cho nó perfect ha. Cái màu số đó là màu số mấy hả? Bột này đắp vừa đít luôn hả? Đúng là chị lấy xà bột này vừa đắp được đít luôn ha. Rồi hai Kevin. Ok, rồi bây giờ Alex sẽ hướng dẫn mọi người cách mà để lấy thành một cái marble nail design của cái này ha. Mà cần hết pin hả? Ok. I don't have the stacker right here. Let me see a little bit. Ok, các bạn thấy không? Bây giờ này Alex sẽ bỏ lên cho mọi người xem thử nha. Đây là cái kim tuyến ha. Rồi bây giờ này, Alex sẽ bỏ lên này. Alex sẽ lấy trong hai màu này ra. Đó, lấy hai màu ra các bạn này, nhìn nó là quấy này. À, móc lên. Móc lên, nè. Móc lên.
các bạn sẽ thấy cho nó mỏng mỏng xuống nha ha. Cứ để cho nó chảy tự nhiên, nhớ nha. Bất cứ một cái design các bạn làm như vậy, các bạn muốn một cái bộ nail nó đẹp thì các bạn phải có được cái đồ tự nhiên. Tự nhiên là gì? Có nghĩa là cái marble á, có nghĩa là mình để cho nó chảy tự nhiên, mình đừng có móc gì hết á ha. Các bạn thấy em bỏ bột lên này, đó, cho nó kéo ra. À, rồi. Rồi, trong cái quá trình trong này thì làm đậm đúng không? Thì I what to do here is a little bit darker. Thì bên này Alex phải làm cho nó đậm một xí nữa. Đậm lên. À, đậm lên thì Alex sẽ lấy trong ba màu này, Alex sẽ bỏ lên đây. Còn thấy không? Phải đậm lên này. Cho các bạn angle cái nail xuống này, cho nó chảy ngược xuống. Đó. Alex nói các bạn dễ hiểu không? Nếu các bạn nào dễ hiểu giơ tay lên ha. Đó. Coi như cái like Alex lại Alex nói là hết luôn rồi đó, không có dấu nghề nữa. Thì Alex hy vọng mọi người cũng sẽ làm được ha. Đó, các bạn thấy không? Angle cái nail ra. And right now các bạn phải bỏ sao để cho nó tự nhiên và nó hợp lệ. Đó, thì Alex sẽ bỏ một xí lên đây. Này, thì Alex nghĩ sẽ bỏ cái thằng lên đây nó đẹp hơn này. Đó, bỏ đây. Đó, Alex sẽ kết ra. So much sure this way here. Đó, mình sẽ bỏ xong rồi cho nó nằm trong góc này nè ha. And nó sẽ vô đúng không? Thì Alex sẽ lấy một xí kim tuyến ở đấy. I get a little bit sparkle right here. And I cover it. You see, this one is purple sparkle little. It's super, super crazy. It look like sexy, look like Lady Gaga, you know. You guys know Lady Gaga? I think you guys know better Lady Gaga. Các bạn thấy không? Cái marble các bạn bỏ xuống, các bạn phải lấy trong hai cái màu này. Các bạn phải họa tiết sau để cho nó che lấp cái lỗi của mình ở đây. Nhớ nha. And right now what I'm doing next. Okay, so Alex sẽ lấy một xí clear right here. And sparkle right here, I put right here. Make sure the nail is small, stand out. Oh my god, this sparkle is super super crazy. You know, đây là một cái kim tuyến này rất là đẹp ha. Đó, Alex sẽ bỏ lên đây. Đó, Alex sẽ bỏ lên đây. Đó, xe luôn ha. Xe luôn. Ok, để Alex xí nha. Ok, so after done ready, Alex sẽ lấy thêm một bự bỏ lên nữa ha, cho nó dễ thương. Đó, làm là phải dễ thương ha, phải dễ thương, chỉ không nổi à. Đó, so Alex sẽ lấy kim tuyến đẻ lên này ha. Thank you you guys share my video and hopefully you guys see it. Ok, các bạn thấy không, đây là khi mà Alex làm xong các bạn sẽ thấy một đi này. Một đi có nghĩa là nó phải mỏng như này. Để làm gì? Để mình bỏ clear lên nữa. So after that done, I put a little bit clear right there and I cover everything. Này, khi các bạn bỏ clear lên á, các bạn nhớ cho là nhiều người hỏi tại sao bỏ clear nó chảy, các bạn phải giữ đây 3 giây này ha. Đó, những cái full stop right that in the left side and right side and this side too. And after that you guys angle the nail like that, huh? Các bạn sẽ cúi cái nail xuống của mình xuống này. Các bạn sẽ cúi bên này xuống này. Rồi các bạn sẽ lấy ép xuống từ từ cho Alex ha. Nói chung làm mấy cái custom nail design này á, nó không có gì mà khó hết, chỉ cần mình có ý một cái thôi. Các bạn thấy không? Thì các bạn sẽ lấy Alex push xuống không? Ép vô. And this side too, and this side. Make sure all the clear powder they cover everything. Các bạn thấy không? Mình phải làm để cái clear này, Alex sẽ phố xuống này. Nó cover everything, because right here a little bit thick sparkle. And right now I tap a little bit right here. Alex sẽ đập nhẹ vô. Các bạn thấy không? Nó rất là đẹp và nó rất là đều ha. Đó. Mọi người có thể vui lòng share video cho Alex được không? Alex cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Thì lâu rồi Alex không có làm like thì Alex cũng nhớ mọi người rất là nhiều qua những cái bộ nail cũng giống như là cái custom nail design. Thì hy vọng Alex nói sau này Alex sẽ làm nhiều hơn nữa. Khi cái công việc Alex ổn định hết thì Alex sẽ làm like nhiều hơn nữa để cho mọi người ha. Còn thấy không? Xong rồi đúng không? And right now next nail. Bây giờ là next nail này. Ok, các bạn thấy đây là cái nail này Alex đã làm xong rồi. Rồi bây giờ Alex sẽ hướng dẫn mọi người làm một cái đá nhỏ như thế này. Thì thay vì cái này Alex làm outlet, có nghĩa Alex làm ở đây ha. Rồi Alex sẽ làm có cái thằng này. Thì khi các bạn biết á, các bạn làm ở đây rồi á, thì các bạn đây rồi các bạn không được làm cho nó nổi trội nữa. Tại vì sao? Tại vì cái nail mình đã làm rồi thì Alex sẽ làm cái màu này á qua thằng này này. Thì Alex sẽ hướng dẫn mọi người làm cái marble true nail của hai cái color này này ha. Ok, so I put a little bit clear right here. You guys ready? Ok, Alex sẽ xoáy màu này. Xoáy màu. Xoáy màu. Ủa, cái màu đẹp quá. Màu đẹp quá. Màu quá đẹp quá. Ok. And I put a little bit sparkle right here. Cái cách đêm là cách mà các bạn nhớ nha. Quan trọng cái màu bộ ra này ha.
đây là cái nail chặt Alex sẽ gắn đá lên, nhưng mà Alex vẫn bỏ một xí cái thằng kia lên. Đó, bỏ xí thằng kia lên. Các bạn thấy không? You guys have always keep the shape straight even for me, okay? So remember that. Because mostly a lot of people when they do nail design, they always forget the shape. That's why you guys have always keep the shape straight even for me. Các bạn nhớ nha, đại diện lại thấy nhiều người làm á có hay bị quên cái shape lắm. Cái gì làm design xong chặt đắp nó mập quá, mập giống nhau lệch vậy đó. Trời ơi, xong chặt nó vũa quá trời là vũa luôn. Vũa quá trời là vũa. Đó thì hôm nay Alex làm cái này xí thì Alex cũng muốn làm cho nó đẹp đẹp xí ấy, nên là kế thằng ra. Đây là cái cách thứ hai ha. Đó, là cái nãy thằng kia. Các bạn thấy không? Khi các bạn phối một cái bộ nail hay tất cả những cái gì như vậy á để làm cho một cái bộ nail nó sang trọng nó đẹp hơn á, thì các bạn thấy không? Đây đã nhiều rồi thì các bạn không được làm cho nó nhiều quá, thì nhiều quá thì nó giống như cái lương. Nên các bạn phải làm sao để phối sao cho nó phù hợp nha. Đó, thì giữ đây 3 giấy, so I keep it like 3 seconds. Ha. Thì chặt nữa các bạn thấy không? Hồi nãy Alex đã làm cái ngón này thì Alex sẽ bỏ thêm thằng lên nữa thì Alex nghĩ nó rất là đẹp, nhưng mà Alex sẽ không gắn theo kiểu này. Alex sẽ gắn theo kiểu khác. Đó, nên Alex từ clip trong cái đầu của Alex ha. Rồi Alex sẽ cắt miếng này nữa. Thì thường thường ví dụ cái thằng này nó khô thì Alex chỉ cho lấy một xí keo chọc vô đây cho nó khô. Đó. Đó, tùy cơ ứng biến các bạn thấy không? It stay right here right now and need not chip off ha. Rồi. Before I'm waiting this one, because a lot of people they put clear powder and the glue is stuck in here, so that's why I have to wait this one. And right now I'm design this nail, okay? Rồi bây giờ Alex sẽ hướng dẫn làm cái design cái nail này ha. Ok, bây giờ Alex sẽ trộn 3 màu này. Các bạn nhìn nha. Ha. Đó, marble. Đó. Màu đẹp quá. Ủa, các bạn thấy cái marble không? Đó, xuống nha. Từ từ cho nó xuống cho lại, đừng cho nó vô nhiều quá ha. Đắp cho nó lỏng mỏng thôi. Đó, mỏng. Thằng cái dài nhiều quá rồi thì thằng mình lấy ít lại. Đó, lấy ít lại. Đó, con thấy không, marble vậy đó. Rồi xuống cho từ thôi. Đó, xuống cho từ thôi ha. Rồi bắt đầu là sẽ lấy một xí kim tuyến bỏ vô đây. Đó, and I have put little sparkle leader right here. Mà công nhận cái kim tuyến này đẹp thiệt. Nó làm cho một cái nail, cái bộ nail mình nó rất là nhìn rất là sang. Rất là sang. Đó, các bạn thấy không? Nó rất là sang, nó sáng không? So a lot of you they like this sparkle here đó. It's super pretty ha. Huh? So I really love it. And after that I put little bit right here too, make sure. And the sparkle right here too. Các bạn thấy không? Alex sẽ bỏ một xí kim tuyến này nữa này. Đó, Alex sẽ bỏ cái này bự lên. Đây là cái cách mà mình làm sao cho cái bộ nail mình nó đẹp và nhìn nó sang. Đó, đấy, cái này là vân đá nha. Đó, con thấy không? Đó, nó không có nhiều. Đó, xong rồi ở giữa này á, Alex sẽ bỏ một xí cái thằng này là tiền vàng này, Alex sẽ bỏ một xí vô đây. Đó, đừng có bỏ nhiều quá nha. Đó, vô đây. And cut it. Cut it. Ok. Khi mà xong rồi á, các bạn sẽ lấy hai cái bột để khóa tất cả những cái mốt mối này này để làm cho cái nail mình nó đẹp hơn này ha. Khóa lên. Khóa. Thì tự động nó sẽ cái ra cái marble nó tự nhiên hơn. Khóa. Các bạn thấy là khóa không? Nó khóa vô. Nó khóa vô có nghĩa là mình tưởng đâu là nó mất rồi, nhưng thật sự khi mà mình đắp cái thằng kia vô thì nó hiện lên. Ok guys, it's super pretty sparkly đó. Ha, đẹp quá ha. Alex mơ nhớ smile không? Đúng rồi, Alex nhớ smile ha. Thì hôm nay Alex đi làm Alex rất là nhớ smile ha. Rồi bây giờ này, các bạn thấy không? Alex sẽ bỏ một xí clear lên đấy. So, keep like that. Các bạn thấy không? Đó, Alex sẽ giữ cái nail đây cho Alex nè. Đó. Các bạn nhớ, khi mà các bạn làm phải làm được độ cong của cái nail, phải làm sao để giữ bột mình cho nó chuẩn ha. Thì cái bột bên công ty Alex nó rất là dẻo. Thì những bạn nào mà cái tiệm mình bột mà nó không được dẻo á, thì các bạn có thể mua cái bột bên công ty Alex về mix cho làm cho tất cả những cái bột nó dẻo ha. Hai con gọi là smile dẻo á. Smile gì đây? Thấy smile không? Đó, thấy không? Đó, còn thấy không? Đó, nó rất là all the skin out. Và khi Alex bỏ sparkle lên đầu nó hiện lên rất là đẹp ha. Thank you Paria. And thank you what the color is the purple? Yes, that is the purple. And right now this nail I put a little bit clear in there, so I cover everything. Make sure I cover. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ha. Alex sẽ bỏ một xí clear in đấy. Yeah, các bạn thấy không? Cái nail này các bạn làm xong rồi các bạn không cần làm nó cũng đẹp nữa này. Cái thằng này này. Chỉ cần mà các bạn có được cái màu đẹp thôi.
À, các bạn thấy không? Đó là shape wood đây này. Angle cái nail là it's very slowly and very very slowly. Ôi nhau ơi, smile ơi. Ôi chào ơi. Làm mình nghe chập nó bình hết. Bình chi. Như là coi như là đi quả luôn. Đó. Buộc hai bên vô nhá. Buộc hai bên vô cho nó đẹp. Cho nó tròn. Ôi chào ơi. Chỗ quên dễ thương như vậy chơi. Đó. Thấy không? Đó khi mà xong rồi đúng á thì Alex sẽ đợi khô xí ha. Rồi Alex sẽ để Alex sẽ hướng dẫn mọi người cách gánh đá và cách thứ hai nữa là khi Alex bỏ cái treo lên các bạn thấy nó có đẹp hay không ha. Đó, thì đây Alex sẽ ra là hai số nha, và cuối tháng giữa tháng 9 có nghĩa là cuối tháng 9 nhưng mà Alex make sure là giữa tháng 9 á là công ty Alex sẽ ra cỏ số 14, 15, 16 và có tất cả những cái logo ha, và cái lông rất là mượt và cái lông nó đẹp rất là mượt hơn những cái lông cỏ của nghe lúc trước nữa. Thì mỗi ngày Alex update ra những cái ý thức. Những bạn nào mà mua cái kim tuyến mũa 15 màu này á, thì các bạn có cái số này ha. Cái kim tuyến này rất là đẹp này ha, nó có 7 sắc cầu vòng rainbow. Đó. Ôi trời. Khát nước quá. Đó, rồi các bạn đợi Alex xí nha, để Alex đóng mấy cái nắp hết nha. Bây giờ mọi người có thể question Alex 8 hay là những câu hỏi. Đó, thì Alex hy vọng Alex sẽ chia sẻ hết mình cũng giống như là Alex cũng chia sẻ cho mọi người ha. Các bạn biết ngày xưa tới giờ thì Alex không có giấu nghề. Nói chung thì cứ hỏi ha. Đó, mình giúp được cái gì mình có giúp. Rồi. Nhớ nha, là có hai size cỏ này ha. Rồi. Alex sẽ bỏ lên đấy. Đó, còn cái cỏ ngày xưa của Alex là cỏ blue. Đó, thì các bạn cũng biết blue rồi. Mọi người người Huế, đúng rồi Alex người Huế. Alex người miền Trung. Người miền Trung nhưng không phải là người miền Trung, sinh trong sinh trong Nam. Đó, nhưng mà nói được 2-3 giọng. Đó. Bây giờ là cách mấy cái hộp này hết rồi, Alex sẽ dũa cho mọi người xem ha. Đó, con model của Alex hôm nay cũng dễ thương quá. Con model của Alex là từ bên San Diego qua. Đó, rất là dễ thương. Chạy xe tới 3 tiếng. 3 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ. Ok, rồi các bạn thấy không? Xong rồi đúng không? Rồi bây giờ này, Alex chỉ dũa sơ qua thôi. Các bạn thấy không? Cái nail ra rất là đẹp và cái mask này Alex chỉ hướng dẫn mọi người cách làm sao để dũa nhanh và không cần phải dùng thao tác nhiều này. Thì Alex sẽ dùng cái đồ dũa này. Alex sẽ tháo tất cả những cái dơ là hết ha. Bao nhiêu set kim tuyến vậy ha? Set kim tuyến này thì hình như là còn có 1-2 set nữa là hết rồi. Alex continue rồi. Cái set kim tuyến này là nó có tới 15 màu ha. Thì có thể gọi cái số điện thoại cho Alex ha. Những bạn nào mà muốn mua supply thì có thể gọi, hoặc những bạn ở ngoài nước cũng vậy. Ở Canada, Pháp, Thụy Điển hay là ở nước châu Âu thì có thể gọi qua nha. Số điện thoại là 001. Các bạn có thể bấm số điện thoại cho mã lệ được không? 001 714 379 0858 ha. Đó, còn có thể gọi vào công ty ha. Những bạn ở ngoài nước á, thì các bạn có thể gọi vào công ty để mua hàng ha. Thì Alex có thể ship vào các nước khác luôn. Còn thấy không? Rồi xong đúng không? Rồi bây giờ Alex sẽ dũa bên này góc một cái nữa này. Đó. Em nhìn trả lời cỏ số mấy cái cỏ của em là cái cỏ số em đang đắp là cỏ số 16 nha chị. Cỏ số 16 em chuẩn bị ra 3 số nha, số 16, 18 và số 14 nha. Đó. Nếu chung cỏ là một phần thôi nhưng mà rồi là sẽ lấy cái chai này xịn xí để làm gì. Các bạn thấy này, kim tuyến này chưa xong ra mà đẹp rồi này ha, là xịn xí thôi. Đó. Để con thấy cái màu có đẹp hay không. Đó. Ok. Đẹp quá, cái màu cũng đẹp quá, giống như bên đá vậy đó. Ok, rồi bây giờ Alex sẽ hướng dẫn mọi người cách dũa nha. Nè. Các bạn nhớ khi mà các bạn muốn dũa một cái shape thẳng thì các bạn nhớ này, lấy cái tay này, thịt bên thịt. Nhớ là không được lấy thịt của bên bên nha, dũa từ đâu? Từ đây tới đây. Đó, cái dũa của Chas nail nha. Cái dũa này các bạn có thể dũa tới 7 8 bộ nail, tới 10 bộ nail vẫn chưa có lục nha. Đó, thì nói chung tiền nào của nấy thôi, thì các bạn muốn mua cái dũa này có thể lên website Alex. Đó, các bạn thấy không? Alex sẽ angle cái nail ở đây này, dũa ra cho nó thẳng này ha. Giữ cái tay bên này, anh bên cái thịt ở đây. Và nhiều người dũa tại sao bị mất thịt? Tại vì người ta để cái tay cao quá. Các bạn nhớ phải để tay đây thôi. Nên để đây nha. Đó, khi các bạn dũa này các bạn thấy không? Thì các bạn không bị kẹp cái thịt của mình này. Đó là cái kỹ thuật ha. Rồi các bạn dũa vô. Ví dụ như móng dài quá thì các bạn phải giữ cái tay bên này để làm gì? Để làm một cái lực. Đó, và bên này cũng vậy. Đó, để mình làm một cái lực ha. Rồi, ví dụ ra ngoài móng này nè, các bạn phải giữ cái tay ngoài này này. Đó, đây là cái mánh khóe mà các bạn phải làm móng dài. Tại sao nhiều người làm dũa chập nó bị lục, bị lùi hết luôn mà không biết nguyên nhân tại sao hết ha. Rồi, chừng nào Tim có lớp bên Canada?
Thì công ty Alex tính đó là cuối năm này có thể là có lớp ở Canada nha. Tại vì trong cái thời gian này công ty Alex đã mua về Westminster rồi, rất là busy, chưa có lên lịch đọc thật. Có nghĩa là công ty bên công ty Alex nếu mà Alex cũng đã nghỉ dạy gần 3-4 tháng rồi. Nói chung là tại vì lo bên này cho nó ổn định hết đã, rồi sau đó công ty Alex cũng giống như là bên Dustnail, chúng có 4 thành viên thì Jimmy, Smile and Justin Lum thì sẽ mở lớp lại ha. Thì hy vọng sẽ gặp mọi người ở bên Canada cũng giống như ở nước Đức hay là những nước châu Âu ha. Rồi, các bạn thấy không? Thì Alex sẽ giữ cái nail, các bạn thấy không? Giữ cái nail bên này này, giữ xuống này. Và bên này cũng vậy luôn. Đó. Nhớ nha, khi các bạn dũa xếp cho Alex á, móng dài là gì? Phải giữ cái tay vô để làm gì một cái trụ. Đó. Phải giữ một cái trụ cho Alex nha, kéo và bên này cũng vậy. Đó. Dũa là gì? Dũa phải dứt khoát. Đó. Dũa là dứt khoát, các bạn thấy không? Này, Alex giữ cái tay đây và Alex giữ cái tay đây. Đó, đang cố tình anh gian. Và nhớ là Alex đó không được cạch. Cạch cái anh nào mà cạch là hư hết nha. Đó. Ok, chị Maggie, mẹ chị Maggie cọ gì, chị cần cọ số 10 hả? Cọ số 10 hả? Cọ số 10. Chị Maggie cần cọ số 10 hả? Để Alex phải đặt riêng cho chị Maggie nha. Cọ số 10. Chị ơi, có cọ số 12 là maximum chị ơi. Còn thôi chị lấy cọ bông truy đi của Alex đắp ha. Đó. Các bạn thấy không? Đó, Alex sẽ vuốt bên này mình qua. À, và khi các bạn làm cái móng dài này, là chỉ cho hướng cách mà cách sử dụng, làm cái thằng này này ha, dũa này xuống vậy này, cũng là một cái cách rất là hay này. À, ví dụ như các bạn đắp kim tuyến ở đây này, các bạn dũa xuống vậy rất là nhanh. À, đây là cái cách mà ngày xưa Mỹ họ hay làm á, mà lâu lắm đó. À, thì Alex cứ làm theo cách của Alex đi. À, dũa xuống như thế. You guys see, so hold the hand right here, it's super strong and always make the shape right here the same size ha. À, bên này cũng vậy, chỉ cần có chỉ cần chừng nào thì mà Alex. À, cọ 16 giá bao nhiêu vậy Alex? Ok, cọ số 16 và cọ số 16 là 32 nha. À, tại vì những bạn nào mà đắp cọ của bên công ty Alex rồi, các bạn biết rồi đúng không? Nó rất là giữ nước và nó rất là good, các bạn biết không? Cái lông nó giống nhau nhưng mà cái cọ của Alex nó hay á, là nó cứng. Có nghĩa là sao các bạn biết không? Khi các bạn vuốt cục bột ra, cái cọ cái lông mình nó không bị bể. Bởi khi các bạn đắp bột rất là nhanh và rất là mượt. À, tại cái hàng của Alex là hàng custom đặt riêng cho công ty nên bởi vì cái đắp nó khác biệt với những cái hàng mà cái cọ các bạn đã xài qua những cái cọ khác. À, nên các bạn thấy cái sự khác biệt ở chỗ đó. Nên và thứ hai nó giữ nước rất là good. Đó. Thấy không? Ta sẽ dũa bên này nữa. Đó, dũa qua. Các bạn thấy không? Giữ cái tay này này để làm một cái trụ ha. Và bên này cũng vậy luôn. Đó. Cái ngón nào là thích quá này. Nó kim tuyến rất là đẹp. Đó. Túi này về coi như là chị này chỉ mở cái bài nhạc lấy đi gà gà chỉ lên chỉ nhảy nữa, coi như là chồng chị thương nhiều lắm. Đó. Đó, thấy không? Đó, làm mà mobile cứ ngồi cười không à. Đó, không ha, xong rồi đúng các bạn thấy không? Rồi xong rồi á, Alex sẽ dùng cái đầu dũa này này, Alex sẽ chạy sơ qua ha. Đó, thường thường á mà móng dài thì các bạn phải bạch cái cây này ra. Các bạn mới vô nghề nhớ cho Alex nha, phải bạch dài ra. Các bạn không bạch dài ra các bạn không nhận được nha. Rồi bây giờ Alex sẽ tách đôi con đường đi đây này. Các bạn nhớ đây là cái đường cong của cái độ cắt của cái nail đúng không? Bây giờ Alex sẽ cắt đi ra. Đó, chia đôi ra. À, để nên mình thấy được cái smile line, một cái smile line nó rất là đẹp và nó rất là chuẩn. À, khi các bạn làm móng dài các bạn phải để một cái ngón tay dưới này để làm gì, để làm một cái trụ để đem dũa cho nó lẹ và nó không bị dịch máy của mình ha. À, các bạn thấy không? À, rất là đẹp ha. Có nha, nhà chị Justin Lâm hay là Smile hay là có ai có like đó có thể hỗ trợ Alex trả lời cái comment được không? Tại Alex làm móng dài quá, Alex cứ tập trung vào cái trả lời cái nói chuyện cho mọi người để Alex chia sẻ cái technique làm việc cho của Alex á. Có thể Alex chưa có nhìn thấy những cái cho chị 10 cây có 64. Ok chị ha. Rồi chị nếu mà chị mua 10 cây á thì chị có thể lên website á, thì chị order hoặc chị gọi vào công ty á thì chị sẽ có 10 cây, cái giá nó sẽ rẻ hơn chí ha. À, các bạn thấy không? Xong rồi á thì Alex sẽ dùng một cái đồ dũa ốm. Ốm là như thế nào? Đó. Ốm là giống như là skinny vậy đó, thì nó không có bị lick này. Thì Alex sẽ dùng cái đầu dũa này nè ha. Cái cách Alex đắp bột á thì Alex ít khi dũa lắm, nhưng mà Alex vẫn chỉ có nghĩa là chia sẻ cho mọi người từ nơi tới chỗ luôn. Đó, các bạn thấy không, dũa nhẹ cho đây. Đó, thằng này cũng vậy. Để làm gì? Để cho cái nail mình nó không có bị hở và nó không bị dính vô cái nail. À, các bạn thấy không? Rồi bên này cũng vậy ha. Westminster. Ok, Westminster ở trên đường Gandro nha. Ngày mốt ngày mai nữa Alex sẽ làm cái Foster, có nghĩa là cái mà địa chỉ Alex sẽ bỏ lên cái hình nền của Alex. Thì hy vọng những bạn nào mà ở Westminster có thể tới mua bột ha. Rồi các bạn thấy không? Xong rồi Alex sẽ đắp vợ, Alex chỉ bóc vợ thôi. Đó.
Ganro, đúng rồi, Ganro mặc Oria, Ganro đường Beast nha. Trên đường Western á thì Alex sẽ bỏ cái địa chỉ lên các bạn sẽ thấy à. Ha, rồi bên này cũng vậy luôn. Đau họng quá. Đó, Alex sẽ bóc phở ở dưới này. Các bạn nhớ cái bóc giặt phải giữ cánh tay với Alex ha. Đó, bóc phở dưới cho Alex. Đó, cho nó đẹp. Đó, có thấy không? Rồi, xong rồi Alex sẽ lấy một cái tờ giấy. Các bạn nhớ khi làm bóng dài các bạn sẽ lấy một cái tờ giấy. Cái này là ăn ho nha. Các chùi ra những cái hết anh nhìn trước mình làm cái gì ta cổ cái này đẹp quá này à. Trời ơi, chưa là chi là nó hiện lên rồi đó. Rồi cái này ha, là cái này nữa đây là bỏ cái treo cái ngón này thử ha. Thì các bạn ngày xưa giờ những bạn nào đã xài qua cái comment của cái chat snail thì các bạn cũng biết rồi ha. Cái top code này rất là good, thì các bạn có thể xài cho deep. Các bạn nhớ phải để 2 phút nha, xài cho bột màu và các bạn xài cho silat luôn ha. Rồi bây giờ Alex sẽ bỏ cái thấp của các bạn nhìn này. Wow. Và cái thoát cốt này có cái hay, những bạn mới vô nghề có ví dụ cái sơn có chảy ra ngoài nữa, có sơn mà ví dụ để lâu nữa nó không có chảy ra khi cổ ha. Đó. Và cái mà Alex muốn chia sẻ cho những bạn mới vô nghề hay là những bạn mà muốn làm những kim tuyến á, các bạn muốn mà làm để cho nó đẹp và nó có cái sự mà đẹp á, là các bạn phải dùng cái bóng clear cho Alex á thì nó sẽ đẹp hơn. Đừng có dùng bóng natural tip, để natural tip á nó không có hiện lên cái custom nail design của mình ha. Bạn thấy không? Đó, nó rất là đẹp và nhìn nó rất là sang. Đó. Đây là xoay cái hồ bột các bạn coi thử nha, rồi các bạn sẽ thấy nó đẹp như thế nào. Đó. Mình sẽ bỏ ở đây nè. Bạn sẽ thấy rõ này. Ha. Đó. Rồi, can you wait me a little bit, I get the light for you. Đây là lấy cái đèn cho chị này, chị bỏ tay vô nha. Good, Galacia, how understand him? Okay, Kelly, so it later on I can put a little bit So, Alex sẽ bỏ cái đèn này vô. Thì chuẩn bị Alex sẽ ra cái sách bột là 200 màu. 200 màu đó là cái Alex sẽ tặng cho mọi người khi các bạn mua. Thì Alex, bên công ty Alex sẽ tặng cho các bạn cái đèn của công ty Just Nail luôn. Thì sẽ có những cái promo rất là good cho những cái kế hoạch ôi trời ơi. Ok rồi, Alex sẽ bỏ cái đèn vô. Ok rồi, bây giờ Alex sẽ dành mọi người cách gắn ha. Đã đỏ chưa? Ok rồi, bây giờ Alex sẽ mọi cách gắn ha. Cái mà custom design Alex đã chuẩn bị tới thì bỏ custom vô. Rồi, cái bự có luôn, mọi hình đá bự. Ok, là cái đá bự ha. Nhiều người bạn nào mà gánh đá mà hay bị á, Ami Trương đi học bị thiếu màu không bán lẻ hả Alex? Dạ chưa chị ơi, thì có thể là công ty Alex sẽ bán lẻ sau ha, tại bây giờ nó đang nằm trong cái collection á nên chưa có bán lẻ được. Đó thì Alex sẽ bỏ cái treo, còn nhìn cái màu thử nha, nó có đẹp không này. Nó kim tuyến này này. Trời ơi. Công nhận cái top coat này nó bóng ghê nha mọi người. Cái top coat của Alex á, các bạn nhìn nó rất là bóng ha, này nha, nó đẹp lắm. Đó. Rồi, make the light for me. Ok, rồi bây giờ Alex sẽ hướng dẫn mọi người cách gánh đá nha. Đó. Cái gánh đá thì Alex sẽ dùng một cái cọ, bằng cái cọ Alex lấy treo, đây là cái keo gánh đá ha. Đó, thì Alex có bán sẵn trên website luôn. Đó, một hộp vậy có 10, 12 đồng, các bạn xài tới thiên thu luôn. Đó. Rồi. Bây giờ Alex sẽ hướng dẫn mọi người cách gánh này ha. Đây là cái cách mà Alex gánh cái đá của thằng này nè. Đó, bây giờ Alex sẽ hướng dẫn mọi người cách gánh cái thằng này. Còn hai thằng này. Rồi, can I see it? Please. Ok, trước khi các bạn gánh đá là các bạn nhớ này, phải múc cái treo lên. Đó, khi các bạn gánh đá thì thường đa số nhiều người mua vẫn đúng sản phẩm mà tại sao gánh vẫn chóc? Là tại vì sao các bạn biết không? Tại các bạn build không đủ độ dày của cái treo. Tại vì sao? Không đủ độ dày. Có nghĩa là cái top coat thay vì các bạn quẹt là 1 đi đúng không? Có nghĩa lớp mỏng 1 đi, nhưng mà khi các bạn gánh đá là các bạn phải gánh cái top coat của mình phải được sau được thành 2 đi. Hiểu không? Còn nếu các bạn gánh 1 đi coi như là Alex bó tay. Đó, tại vì sao nó sẽ chóc hết.
à, nó sẽ chắc, nó vẫn chắc tại vì nó không có đủ lúc cái chân của nó à, nên mình phải làm cho đúng cách. Rồi xong rồi đúng không, bây giờ Alex sẽ bỏ cái treo này nè, xong rồi Alex sẽ bỏ cái treo này lên, mình không cần phải làm lại lập lại nhiều lần ha. Bỏ treo này gì để chập nữa, mình không cần phải dùng cái à, dùng cái gì, mình phải dùng cái cỏ hay là cái gì chùi lên, nó sẽ làm mất cái đồ bóng này. Các bạn thấy không, nó đẹp không, vuốt ra là trời ơi, trời, cái màn bộ đẹp không, đó là sẽ vuốt mỏng như này, các bạn thấy không, rất là đẹp ha, rất là đẹp, rất là bóng. Là sẽ vuốt mỏng này để giữ cái shape này, các bạn thấy không. Ok rồi, bây giờ Alex sẽ gắn đá lên ha. Thì cái gắn đá này trong website của Alex cũng có bán luôn đó, thì Alex sẽ gắn những cái hột này bé từ teo lên cho nó dễ thương ha. Bé từ teo ngày xưa bé hay trèo á, con gắn lên, anh thằng này lên. Trời ơi cái đá này cũng đẹp quá, nhưng khi đam mê rồi là coi như là cái người mình tự động nó sẽ khẽ to hay là những cái khuyết ha, đam mê rồi á phải thành như vậy luôn, gắn lên. Rồi Alex sẽ nhìn cái tay chị này, xong Alex sẽ gắn thêm cái thằng kia. Gắn thằng lên. Đây ha. Các bạn nhìn cái bộ nail của Alex làm nó ngoài cái đẹp ra thì sang. Có nghĩa là nhìn nó sang, cái cấu kết Alex phối hợp cái màu từ cái phối hợp và từ cái cách mà Alex họa tiết cái bộ nail ha. À, nên khi Alex chia sẻ cho mọi người á, là các bạn không cần phải cho nó quá nhiều hay là quá cầu kỳ hay là một cái khía cạnh nào đó, nhưng mà có nghĩa là các bạn nhìn được cái thấy đẹp thì Alex nghĩ các bạn sẽ làm được ha, nên các bạn đừng có ngại ngùng là mình sẽ làm không có được. Đó. Đó, thật sự là cái bộ nail này là cái chị này hôm qua chị tới quá bất ngờ, tại chị nói là chị tới thăm thầy, nhưng mà tưởng đâu thầy chị giỡn, nhưng mà nên Alex không có cái sự chuẩn bị, là cái sự chuẩn bị Alex là giống như sẽ làm cái gì bộ nail chị, nhưng mà cuối cùng cũng hoàn thành thôi. Đó, Alex sẽ xoay lên đây, trời ơi đẹp quá. À, Alex sẽ bỏ thêm một cái square đây. Khi mà làm tự động mình sẽ có cái credit trong cái đầu của mình thôi. Ha, còn thấy không? Đó, khi mà lịch làm ở đó là thấy cái kiểu này nó không có hợp. Đó, thì mình sẽ chơi qua kiểu khác. Đó, xong là sẽ đẩy đá lên ha. Đó, phải đẩy thằng này lên. Đó. Chị nói tình sau nữa là chị hợp phone lại. Nó thôi ok, chị qua đây cho Alex ý tưởng, như là Alex sẽ cho chị ok, cỏ này vàng khoảng 2 tháng nữa sẽ có nha. Ô, 2 chít khỏe anh chít. Trời ơi, thôi. Chị khỏe không? Hai Mina nha, Mina khỏe không? Đẹp quá sư phụ ơi. Thank you nha, thank you. Chị sẽ lấy nhiều chập nha, Alex sẽ cho bạn coi cái bộ nail xong ha. Đó là cái thứ nhất mà Alex, các bạn thấy không? Bên này Alex làm khác bên kia nhiều lắm. Này. Các bạn thấy không? Khác biệt không? Đó, rất là đẹp ha. Rồi, cái ngón thứ hai này. Trời, nãy giờ Alex tiếp mọi người chờ cái ngón này ra thử cái ngón này. Cái ngón này nó đã đẹp rồi, nhưng mà khi các bạn sẽ gắn một xí đá đây thôi. Tại vì sao nó đã đẹp rồi. Và khi nó đã đẹp rồi thì đừng có gắn nhiều quá. Gắn nhiều quá thì nó sẽ ra thành cải lương ha. Đó, thì cải lương thì Alex sẽ hát bài ngày đêm tối ra vào giống như người. Hát nổi nữa rồi. Ok rồi, bây giờ Alex sẽ bỏ top coat lên này, để các bạn coi thử cái màu đẹp không nha. Trời ơi, hồi nãy Alex phối cái màu marble này. Đó. Alex sẽ phối này. Trời ơi, các bạn thấy cái vân đá đẹp không? Cái vân đá marble này. Trời ơi. Này, Alex sẽ vuốt shape qua này nha. Thằng này qua. Đó. Rồi bây giờ Alex sẽ gắn đá vô này nha. À, gắn đá vô đây. Nhớ là vừa phải nha, đừng gắn nhiều quá. Gắn nhiều quá thì nó như cái lương vậy nha. Đó, thấy hay hay là nhìn cái ok, xong là đi gắn nè luôn. À, gắn vài cái thôi. À, nhưng chị Christine nói á, trời ơi gắn ít ít thôi, gắn nhiều quá nhìn giống cải lương quá.
Rồi thằng này cũng vậy luôn. Chỉ thôi. Rồi anh lại sẽ gắn thêm cục đây nữa. Thằng đó, thằng này hả? Thằng này đẹp hả? Túi gì ngủ ngon hả? Lái về San Diego thêm 3 tiếng nữa gì? 2 tiếng hả? Tiếng rưỡi nha. Ừ. Các bạn thấy không? Rồi xong anh lại sẽ... Ôi sorry mọi người nha. Đói quá rung tay. Này anh lại sẽ đẩy vô này ha. Đó, chỉnh cái xếp cho đẹp lại. Anh lại bỏ vô đèn. Cái bỏ đèn cho em ha. Ok rồi. Còn cái ngón này Alex sẽ hướng dẫn mọi người cách gắn đá cái ngón này nè ha. Cái ngón này ngón bự để làm sao để cái đá nó chắc, các bạn thấy không? Alex gắn đá là không có bung luôn á. Và khi khách trở lại nó vẫn còn nằm nguyên luôn. Đó. Nhưng Alex hay nói câu bữa Alex nói là hãy làm như thế nào để cho khách trở lại chứ không phải làm như thế nào để nhiều tiền hơn người khác. Nên khi gắn đá đừng có chạy khách nha. Các bạn chạy là các bạn bị chóc liền. Tại vì á cái treo nó quy lịch á là các bạn bỏ cho đèn phải đúng 2 phút cho Alex, phải đúng 2 phút. Tệ nhất cũng phải được 2 phút. Còn bạn nào mà gánh đẹp cỡ nào mà cái treo nó không khô thì tao lại nói ấy, là mấy ngày sau nó sẽ trở lại nó hỏi thăm mình liền, hỏi mình có khỏe không. Đó là lúc nó biết rồi đó. À, thấy không? Lúc đó là mình biết là mình rất là khỏe. À, mình khỏe ở ra sửa đi. Đó. Nhớ nha. Đó, xong rồi anh sẽ bỏ cái thằng vô này. Trời ơi. Các bạn thấy cái thằng này đẹp hơn cái thằng này nãy lịch làm sơ sơ rồi này. Lịch không có làm nhiều này, thấy không? Đó. Các bạn thấy không? Đẹp không? Nó sơ, nó có cái vân nhỏ thôi. Rồi Alex sẽ put shape vô. Must shape straight even. And what I'm doing right now, so I put the thick gloss right here. Bây giờ Alex sẽ bỏ cái đá bự lên ha. Alex sẽ bỏ một cục đá bự lên. Chỗ này. The next one is the small one. And the small one. Sorry you guys, cut. I just found all the diamond gold in the paper. Yeah. Sorry mọi người nha, tại vì đã làm đổ cái đồ giấy rồi. Không sao hết. Cái all this thì mình tự động mình sẽ làm được hết. Okay, so you guys see it, and right here, and what I'm doing next. Okay, bây giờ Alex sẽ bỏ cái đá bự lên này. Trời ơi, đá đẹp quá. Trời ơi, dễ thương quá nhỉ. Trời ơi. Dễ thương quá đi à. À, rồi tiếp tục cái kia lên. Các bạn cứ nhớ ra Alex đó là đừng có sợ nó chạy nha. Alex biết nhiều người làm mà cứ sợ nó chạy. Hãy không cứ để lên thì đỉnh từ lên, thấy không? Đỉnh từ lên, chỉnh vô, à, chỉnh vô, còn thấy không? Chỉnh vô, rồi để cái vô nữa, vô nó luôn, à. Rồi, cái vô, trời ơi, thấy không? Xong, đúng không? Chỉnh, còn sẽ chỉnh bên này cho lẹt này, chỉnh vô. Các bạn phải nghiêng cái tay lại nha, các bạn phải nghiêng cái tay khách lại nha, các bạn mới thấy được cái lỗi này méo này. Đó, các bạn phải nghiêng cái tay lại nhìn các bạn mới thấy được là ồ trời mình gắn đá bị méo rồi. Đó, tại vì đôi khi khách nói ủa mày gắn méo mà các bạn nhìn cái hướng các bạn thôi. Nhưng các bạn phải nhìn cái hướng này nữa để cãi lộn lại với khách ha. Đó, đừng có đứng nó mà cãi lộn với khách. Có nhiều người cứ để ô thẳng rồi nhưng thật sự là các bạn để các bạn sẽ thấy này. Thấy méo hết. Đó, đây là cái bánh khóa nha, là cái cách mà để mình chỉnh cái shape này ha. Rồi xong ok, thấy nó đều hết rồi. Thấy bị rồi. Rồi bên này chắc còn xí nữa. Rồi xong bỏ đèn ha. Đó bỏ đèn cho Alex ha. Kevin Cao trời ông ơi, nãy giờ không thấy nhắn của Kevin Cao ha. Mèo rồi lẹt. Mèo rồi lẹt. Mèo rồi lẹt. Mèo rồi đúng rồi mèo. Mèo rồi mới sửa lại đó. Ok xong lại là sẽ bỏ vô đây ha. Thấy không? Mèo rồi lẹt ơi. Bên này nãy giờ chưa đi ngủ luôn. Giờ nên con thức khuya nữa. Chết. Giờ nên con thức khuya nữa. Ôi trời ơi. Rồi xong rồi Alex sẽ bỏ một cái khăn lên. Bây giờ Alex sẽ trung men chụp hình. Trung men có nghĩa là lấy khăn á. Các bạn ra ngoài kia qua mặt các bạn mua khăn nha. Trung men. Ừ.
Ok, xong rồi á, các bạn sẽ bỏ cái gì lên, các bạn sẽ làm theo Alex một lần nữa nha. Các bạn sẽ lấy cái top code này này, các bạn sẽ chạy thêm một lần nữa vô trong những cái khe hở hết. Đấy, mấy ông chị này không hỏi thăm Alex nữa. Đó, sẽ chạy thêm một lần nữa để làm gì. Nhưng các bạn nhớ là đừng có chạy vô dính cái đá nha. Và thằng này cũng vậy luôn, chạy vô này, các bạn nhìn nha, Alex lấy vô này. Đó, còn cái thằng này các bạn chạy lên cũng được luôn, chạy lên cái đá cũng được. Tại cái thằng này là cái thằng go. Chạy lên, đó, trời ơi, đẹp quá. Đó, thằng này chạy vô, ha. Thằng này cũng vậy luôn. Đó, mẹo rồi Alex ơi. Ừ, đúng rồi, mẹo rồi hí. Mẹo rồi, ôi chào ơi. Ok, bỏ vô đèn ha. Đó, xong rồi bỏ vô đèn. Chụp chụp tư kẹo nha, chụp tư kẹo nha. Ok, có gì Alex chỉ cho cách chụp hình luôn ha. Có như chỉ cho cách làm néo và chỉ cho cách chụp hình luôn. Bỏ xí này, bỏ xí này cho nó đẹp ha. Dầu hả? Bỏ xí cho nó cái này, nó cái này dầu chứ phải thoát mày. Xong Alex sẽ bỏ một xí vô đây nữa ha. Nó còn thấy không? Nó nhìn bộ đèn rất là sáng, em rất là sexy. Mẹo với Alex ơi. Bên này cũng vậy ha, bỏ vô. Đó, bên kia cũng vậy luôn. Rồi, xong rồi. Đừng đụng trên cái nào với chị, đừng đụng trên cái nào. Để Alex bỏ cái dầu lên, đóng mình lại cái tay này mình cha đi á, là khách thành mình thích lắm. Nên khách nổi với cháu ơi. Nên cái tay mình thành mưa chữ đi. Vô đoàn chó thì mình tinh tế nhiều lắm. Ôi da, chó tinh tế vào đâu là nhắm mắt nhắm mũi cái hí hí. Đi nhanh lắm. Rồi xong ha. Xong rồi Alex sẽ lấy cái đèn ra. Bắt đầu Alex sẽ chỉ mọi người cách chụp hình hí. Khi mà mình chụp hình á, là các bạn phải học 3 điều cho Alex. Thứ nhất là tập nín thở. Tại vì mình mà không nín thở là cái hình ảnh sẽ bị méo nha, nhớ nha. Phải tập nín thở. Alex sẽ bỏ đèn vô này ha. Đó, nó đổ là họa luôn. Ok, xong rồi Alex sẽ bỏ cái thằng vô này ha. Các bạn thấy không, đây là cái thành phẩm mà Alex vừa mới làm ra này. Đó, chỉ dùng cái này. Các bạn thấy cái màu đẹp không, cái màu này này ha. Bỏ vô đây, giữ cái này ha. Đúng rồi. Để Alex mở đèn cho coi nhá. Ở đâu mình sẽ nín thở để làm chi, để chụp hình nhìn đẹp. Các bạn thấy không, à, sống đây tẩy tên là cái đèn ha. Mình sẽ lấy cái đèn cho bạn coi thử này. Đó, bỏ cái đèn đi. Rồi xong rồi đúng không, xong rồi mình sẽ xoay cái tay khách này này. Này, đây là cách thứ nhất, chụp hình thứ nhất nha. Còn thấy không, nó đẹp không? Đó, đây là cách thứ nhất. Còn cách thứ hai, màu cứng hết sức. Đúng rồi, cái nhìn neo này nó sang không. Này, Alex sẽ để cái đèn trên này này, cái đèn nó phải nằm trên này này. Còn thấy không, thì nó sẽ sáng hơn. Nó sẽ sáng hơn. Đây cái khăn này tối quá. Đó. Ok rồi, Alex chúc mọi người một buổi tối vui vẻ nhá. Rồi có chí hẹn gặp mọi người những cái live video tuần tới nữa. Và hy vọng sẽ gặp mọi người nhiều hơn nữa. Thank you chị Kim Huy Nguyễn nhá. Thank you chị rất là nhiều. Ngay trong số em bị đau răng nên em không gặp được chị được. Em buồn lắm. À, nên sao đến dịp khác sẽ gặp chị ha. Rồi Alex sẽ bỏ hai cái tay vô này ha. Bỏ hai tay giày giữ. Tất cả những cái neo này phải dằn nhau hết. Đó, phải giống nhau hết. Thì thả lỏng cho em nha. Thả lỏng đừng có gồng. Thả lỏng đúng rồi. Xong cái neo mình sẽ bỏ vô vậy này. Còn thấy không? Đó, rất là sang ha. Có gì chụp nữa là sẽ cho mọi người cách mà cái cách mà là phối màu. Cái cách mà là chụp hình ha. Rồi con thấy chưa? Đó, xong rồi nha. Ok, Alex bye bye mọi người rất là nhiều nha. Hy vọng Alex sẽ gặp mọi người những cái live tiếp tục nữa. Bye bye mọi người. I love you guys.